Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Hà Lan với Argentina 2 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2022, tứ kết World Cup 2022. Argentina đã bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá theo cách không thể đáng quên hơn khi để Ả Rập Xê Út lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2. Đúng vào thời điểm phải chịu áp lực khủng khiếp, nhà vô địch Copa America đã chứng tỏ được đẳng cấp và bản lĩnh bằng 2 thắng lợi cùng với tỷ số 2-0 trước Mexico và Ba Lan để hiên ngang tiến vào vòng 1/8. Với việc chỉ phải chạm trán đối thủ nhẹ ký mang tên Australia, tất nhiên là Andy Celeste đã không bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình vào tứ kết. Mặc dù vậy, màn trình diễn của những vũ công tango vẫn để lại những nỗi lo nhất định dành cho người hâm mộ. Trên mặt trận tấn công, Argentina tiếp tục cho thấy sự phụ thuộc quá lớn vào Lionel Messi, khi siêu sao 35 tuổi gần như phải tự mình làm mọi việc từ dẫn dắt lối chơi, tạo cơ hội cho đồng đội và trực tiếp ghi bàn. Bên cạnh siêu phẩm của Lionel Messi, bàn thắng còn lại thực sự là một món quà từ trên trời rơi xuống. Khi công việc của Julian Alvarez đơn giản là chỉ là đưa bóng vào gôn trống sau tình huống xử lý lỗi của thủ thành Mathurian. Ở khía cạnh phòng ngự, dù không phải đối mặt với quá nhiều áp lực nhưng các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tỏ rõ sự bối rối sau bàn rút ngắn tỷ số đầy bất ngờ của Australia. Phải nhớ đến sự xuất sắc của Lisandro Martinez và Emiliano Martinez, Argentina mới có thể bảo toàn thành quả. Nếu cứ tiếp tục thi đấu thiếu ý tưởng và chờ đợi vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, rất khó để Argentina khuất phục được Hà Lan ở trận tứ kết sắp tới, ít nhất là trong 90 phút. Khách quan mà nói, màn trình diễn ở vòng bảng của Hà Lan cũng không thực sự thuyết phục. Trong ngày ra quân, Hà Lan đã chỉ có thể đánh bại Senegal nhờ hai pha lập công muộn màng của Cody Gakpo và David Klaassen. Sang lượt trận thứ hai, đội bóng xứ sở hoa tulip thậm chí đã chia điểm với Ecuador trên thế thua. Đến lượt trận cuối cùng, dù giành trọn 3 điểm nhưng tỷ số 2-0 quá khiêm tốn bởi đối thủ chỉ là Qatar. Tuy nhiên khi bước vào vòng 1/8, cơn lốc màu da cam đã nổi lên để đè bẹp Mỹ với tỷ số đậm 3-1. Chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Mỹ không chỉ là sự khẳng định cho tham vọng vô địch của Hà Lan mà còn nối dài mạch bất bại dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal lên con số 19. Cùng với việc chưa từng thất bại trước Argentina ở thời gian thi đấu chính thức, Hà Lan có cơ sở để hướng tới một kết quả có lợi trong 90 phút của trận tứ kết sắp tới. Tuy nhiên, với việc sở hữu siêu sao Messi trong đội hình, người có thể trừng phạt hàng phòng ngự Hà Lan bất cứ lúc nào. Với kèo châu Á Argentina chấp 0.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Argentina chấp 0.25 full time. Nhìn vào hành trình kể từ đầu giải của đôi bên, không khó để thấy rằng cả hai vẫn còn khá nhiều vấn đề cần khắc phục trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Khi mà khả năng gây đột biến của hàng công còn hạn chế, sự thực dụng đương nhiên sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Ở 5 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội, 90 phút thường khép lại với tỷ số sít sao hoặc kết quả hòa. Điều này chứng tỏ rằng Hà Lan và Argentina là một cặp đấu cân tài cân sức. Tuy nhiên, khát khao cộng với sức trẻ của hai đội, nhiều khả năng trận đấu sẽ định đoạt trong 90 phút. Ở kèo châu Âu, anh em cân nhắc Argentina. Chốt kèo châu Âu, Argentina thắng. Dù vừa có 3 lần xé lưới đội tuyển Mỹ nhưng không vì thế mà Hà Lan được đánh giá cao ở khả năng tấn công. Trên thực tế, cả 3 bàn thắng của Hà Lan đều xuất phát từ những tình huống phản công chuyển đổi trạng thái. Ở chiều ngược lại, người hâm mộ hiếm khi được chứng kiến những pha dàn xếp tấn công có nét từ Lionel Messi cùng các đồng đội. Bởi quá nửa số pha lập công tại vòng chung kết lần này của Argentina nếu không phải khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân thì cũng là penalty hoặc đối thủ tự mắc sai lầm. Với việc 4 cuộc đụng độ gần nhất giữa hai đội đều khép lại với tối đa 2 lần lưới rung, sẽ là rất mạo hiểm nếu nhà đầu tư đặt niềm tin vào một trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Hà Lan từ đầu mùa giải đến giờ vẫn cho thấy sự thiếu chắc chắn, đồng thời hàng công của Argentina lại chớp thời cơ cực kỳ tốt. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 2.25 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Argentina chấp 0.25 full time. Kèo châu Âu, Argentina thắng. Kèo tài xỉu, 2.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, Hà Lan 1, Argentina 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.